Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ cuối tuần rồi, sáng thứ 6, 29 tháng 12, ngày thứ 674 của cuộc chiến Ukraine, hay còn gọi là cuộc chiến Nga-NATO. Vâng, có khi đời sau quý vị ạ, đời con cháu chúng ta sẽ trích biên niên sử cuộc chiến Ukraine hay người ta còn gọi là cuộc chiến Nga-NATO, đúng không ạ? Chúc quý vị có một buổi uh, trưa cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và nhiều sức khỏe để ăn chơi cuối tuần. Chúng ta sẽ đến với những thông tin ở trên mặt trận chiến thuật trước. Và đến ngày hôm nay thì uh, tại thời điểm này, phía Nga đang công bố về việc là họ đã xuất kích một loạt những cái loại vũ khí độc lạ. Uh, đã 2-3 tháng này họ chưa làm khoảng độ 100 ngày rồi. Lần này họ bắt đầu xuất kích một cái số lượng lớn tàu mặt nước ra, à, có thể mang theo khoảng độ 20 cái tên lửa Caliber đồng loạt phóng cùng lúc. Rồi trên bầu trời thì cũng đã xuất hiện 5-6 cái Tu-95 về hướng à, biển Caspia. Như vậy là khả năng à, đây có thể là cái dấu hiệu Nga chuẩn bị cái chiến dịch tấn công chiến thuật hàng không, đúng không ạ, kết hợp UAV và tên lửa tầm xa. Vốn họ đã kiềm chế trong gần nửa năm này rồi đấy Ngày hôm nay thì cũng chính là ngày 29 rồi Cũng đến những ngày năm cùng tháng tận của Tây rồi Và chắc là họ không có tập ruột như đó để mà năm mới tặng quà cho Ukraine Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng với lượng tên lửa mang theo trong đồng loạt phóng Nga có thể tấn công khoảng độ từ 30 đến 40 cái tên lửa Caliber Hoặc các cái tên lửa nào đó Ờ... Hành trình đạn đạo về phía lãnh thổ Ukraine. Còn uh, đang có những thông tin, những cái video rất nhiều vụ nổ diễn ra ở Odessa như cách đây vài ngày và trong suốt những cái tuần vừa qua. Trong ngày hôm qua thì Nga cũng thông báo họ đã bắn uh, dụng ba cái máy bay Su-25 của Ukraine, một cái ở khu vực Kherson, uh, hai cái còn lại ở khu vực Donetsk. Như vậy là một cái ngày tổn thất rất nhiều máy bay của phía Ukraine. Có video đàng hoàng. Ngày hôm qua thì Ukraine cũng bắn khá nhiều cái gì đó về khu vực Mariupol, UAV hoặc là tên lửa nào đó. Không có báo cáo thiệt hại. Nhưng mà phía Ukraine thì nói rằng những nỗ lực tấn công kết hợp UAV, tên lửa vào khu vực phía Mariupol đã làm suy yếu nghiêm trọng cái khả năng tấn công và tiến hành cuộc chiến của Putin vâng, 8 cái TU95, như vậy là nếu mà tấn công thì đợt này số lượng tên lửa rất lớn. Nếu mà không phải là đánh trận giả, mà khả năng đánh trận giả rất cao, bởi vì lâu họ không có xuất kích mà, cho nên họ phải xuất kích thử đúng không ạ? Thì cũng có thể một ngày hôm nay, ngày mai rồi đến ngày mới thì bắt đầu họ mới tấn công vào năm mới. Nhưng mà nếu mà là tấn công thì thực sự là số lượng khá lớn đấy, nếu kết hợp với lại UAV nữa thời điểm này cũng đã có 10 đợt 10 cụm UAV Gheran đang xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine từ nhiều hướng. Và như vậy là đang có khoảng trên bầu trời ít nhất là 70 cái UAV cộng với những thứ bên dưới nữa. Và tóm lại là nó nhiều cái um, nhiều cái vũ khí đang lao tới khu vực lãnh thổ Ukraine, chúng ta chờ xem. Còn về vụ tấn công tàu hôm nọ của Ukraine thì bây giờ chuyên gia quân sự Tây họ nói rằng là dường như Anh đã viện trợ cho Ukraine cái tên lửa Storm Shadow tầm bắn 560 km. Có nghĩa là cái tên lửa đấy vốn nó chỉ có xuất cho các nước NATO thôi. Các nước NATO sử dụng thôi. Nhưng bây giờ nó đang ở trong biên chế của kho đạn Ukraine. Như vậy là một là nước Anh đã cạn tên lửa, hai nữa là họ cũng nói chung là họ cũng nói đúng cái lời của họ là cam kết để mà viện trợ cho Canada tất cả mọi thứ để đập Nga tới cùng. Cứ cái đà này thì tôi nghĩ rằng một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một cái tàu nào đó của anh nó bị chìm ở biển Hồng Hải ở quần đảo gì nhỉ? Quần đảo Falkland rồi mũi Guinbata không biết chừng đúng không ạ tôi thấy bình thường tôi ít khi nghi ngờ thuyết âm mưu những cái việc đấy lắm nhưng mà bây giờ thì tôi cảm giác như cái đó nó khả năng nó xảy ra rất cao ngày xưa thì một ai đó người ta không có muốn tấn công vào nước anh và các cái tài sản của anh và nước anh làm càn nhưng mà bây giờ thì có rất nhiều những đội quân ủy nhiệm họ sẵn sàng làm cái việc đó rồi đúng không ạ cho nên người anh phải hiểu cái giới hạn của họ à, kể cả cái việc mà trước đây tôi từng mách cho nga đấy Tôi mách nước Nga là bây giờ cắt một cái vùng đất này. Đấy. Thành lập một cái quốc gia nào đó bảo là cái quốc gia ly khai khỏi Nga. Rồi là xây dựng lên một cái chính phủ nào đó. Rồi sau đó là cho các ống ấy, các loại vũ khí nào đó. Để mà thích thì đi đánh nhau với các nước nào đó. Đúng không ạ? Đã gọi là đáp trả bất đối xứng mà. Đã thích chơi xấu thì cũng phải tâm ngoan thủ lạc. Đúng không quý vị? phải khiến cho đối thủ mình nó phải trả giá gấp 10 lần. Chơi đẹp là chỉ chơi đẹp với những người tử tế thôi. Chứ còn những cái đám mà nó chơi kiểu linh cậu đấy thì mình phải chơi hộ báo. Và đến thời điểm này thì có thêm thông tin là tên lửa của Nga đang bay về hướng sân bay quen thuộc Mirgorod ở Poltava. Và đó là những thông tin chúng ta có đến thời điểm này. Còn lại thì các kiểu tấn công UAV pháo kích dồn dập biên giới những ngày vừa qua đang diễn ra rất là sôi nổi những ngày cuối năm. Chúng ta sẽ đến với lại uh, giao tranh trên mặt trận uh, Thông tin sáng nay có một cái thông tin rất lạ quý vị ạ Đấy, không biết là thật đến bao nhiêu nhưng mà vì nó là thông tin đêm mà Cho nên nó, nó chưa báo cáo đến buổi sáng uh, Nhưng mà có cái này uh, có lẽ nếu có thì buổi chiều nó sẽ có thông tin Đâu rồi? Adipka à, thân yêu của chúng ta đây, đây rồi có một cái nguồn tin mà nó khá uy tín quý vị ạ. Nó nói rằng là ngày hôm qua thì một cái đạo quân lớn nào đó trên đường gần Giáp Sát và Adipka thì nó có khoảng một lữ đoàn rưỡi. Đấy, nó lượn lờ ở đâu đấy ở khu vực này và đã bị phía Nga phát hiện ra. Sau đó Nga đã dùng những các loại vũ khí của họ để mà dồn vào cái trận địa đó. Gồm 4.500 người. À, một cái lượng quân tập trung rất đông đi vào ban đêm. Có ví dụ như là cái anh blogger mà anh luôn nói chuẩn là của Belarus ấy, anh ấy bảo là cái số lượng người, anh có nguồn tin nói là số lượng người thiệt mạng có thể lên tới tầm 6 700 người hoặc hơn nữa. Đấy là thông tin đấy. Nhưng mà báo cáo của bộ quốc phòng Nga thì họ chưa cập nhật, chúng này chúng ta không biết và cũng không biết có phải là tin vịt hay không, nhưng mà những hai ba nguồn tin đều uh, uy tín này nói thì cũng uh, không loại trừ đúng không ạ? Chúng tôi chỉ trích ngang cái tinh thần ở đấy một tí như vậy thôi mà nếu vụ đấy mà bị bắt thật thì chắc chắn rằng là là, là đáng lắm đối với Ukraine. Lấy đâu ra mà nữ đoàn rưỡi tới khơi khơi như vậy, chắc là lại nữ binh thì sao, đúng ạ? mất nữ binh bây giờ thì đúng là mệt. Làm sao mà có thể kêu gọi được các nữ binh khác ra mặt trận được. Chúng ta quay trở lại chiến trường Kherson. không có gì đáng nói, hình như là Nga vẫn chưa đánh bom FAB được. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục tấn công bằng UAV và pháo kích các mặt trận nhìn chung là nó hơi đuối hỏa lực nó hơi đuối bởi vì FAB bom nó rất mạnh còn lại các loại khác thì nó không ăn thua kể cả là cái loại pháo phản lực ấy nếu mà không có được một cái đại khái là không có một cái trận địa nó phù hợp ấy, thì nó không gây tổn thất lớn bằng cái bom FAB nó vẫn là cái loại công phá ác liệt nhất đến bây giờ thì không có gì thay đổi trên cái khu vực Green Key đấy nhưng mà Nga vẫn tấn công sang bờ bên kia và họ vẫn tìm diệt như bình thường chỉ có điều là không biết là họ sẽ đối xử như thế nào với cái vấn đề FAB. Còn lại thì một thông tin khá đáng lưu ý là ngày hôm qua phía Nga lại bất ngờ tấn công. Và họ tấn công sang để họ chiếm bãi giữa. Một cái hành động có thể nói rất lạ. Đây, cái khoảng này. Và họ đẩy quân Ukraine xa ra khỏi cái vần, cái vùng xám ở đây vâng cũng có khả năng thì nga lo sợ rằng ukraine sẽ mò từ dưới sông lên đúng không ạ họ đang có nhiều trận địa để họ có thể áp sát được vào đây trận địa này này trận địa antonov này trận địa olensky này trận địa Pichane này krinky này khoảng 4 năm trận địa và họ có thể hoàn toàn bất ngờ họ úp sọt vào cái mặt trận của nga tuy nhiên thì cũng không loại trừ đúng không ạ chúng ta thấy rằng là phía nga họ vẫn muốn củng cố trận địa này đó bởi vì biết đâu được đấy biết đâu được là người ta hay nói về odessa những ngày gần đây đúng không ạ cho nên là um, nga cũng không loại trừ họ sẽ mở một cái chiến dịch qua sông thì sao tất nhiên tỷ lệ nó bé tí tẹo thôi nhưng mà chúng chúng ta vẫn không bỏ ngoài cái khả năng đó đúng không ạ Tất nhiên là nó rất khó. Với sự tập trung quân của Ukraine và nguồn lực còn lớn thì Nga cũng chả dạy gì. Tức là có rất ít lý do. Chỉ mỗi cái lý do là nó là cái phần thưởng thôi. Chứ còn về lý do trận địa thì nó xa vời lắm. À, tôi vẫn thấy trên kênh của chúng ta nói rằng là tại sao Nga không đánh Odessa. À, Nga đánh Odessa thì mới cắt được các cái nguồn uh, nguy hiểm. Nếu đánh được Odessa thì cuộc chiến này nó kết thúc còn đâu nữa. Thì làm gì còn cái nguy hiểm nào nữa. Đúng không ạ? về mặt odessa nó khó nhất nó là một cái tỉnh nếu nói về vấn đề địa lý ấy, là nó khó nhất để nga có thể đánh chiếm nó khó tất nhiên là kể cả cái bản thân địa hình của nó đã là khó nhưng mà cái câu chuyện rằng nó có cái bờ sông Ripple ở đây này là một cái cực kỳ vượt, khó vượt qua sau đó lại đến cái sông nikolaev ở đây nữa sau đó lại các cái dòng sông như này nữa đấy nó lên rất xa quý vị nhé có nghĩa là nếu đánh thì phải tổ chức một cái chiến dịch qua sông lớn này đúng không ạ nó rất là khó nó tốn kém rất là nhiều và chưa chắc đã sàng được đâu thời điểm này rồi phải vòng từ trên đây để đánh xuống cái khu vực này chỉ qua một cái cửa rất hẹp ở đây thôi đấy và như vậy thì sườn nó hở ra hoang hoác đúng không ạ có nghĩa là có vẻ cả cái triệu quân để mà bọc cái, cái sườn này rồi đánh vào đây chỉ có một cái điểm thắt nút cổ chai này thì đánh làm sao đúng không ạ không đánh được đâu trừ khi là quân ukraine lúc bấy giờ họ đã yếu rồi À, thì bắt đầu mới làm được như này và phải kết hợp với lại thủy quân rất nhiều Chứ còn bây giờ thủy quân của họ vẫn còn mạnh lắm Ngư lôi mìn miếc còn đầy à, Tàu đổ bộ của Nga thì phải có đến hàng nghìn chiếc Đi đến nơi chết khoảng 500 chiếc Thì 500 chiếc đổ vào thì nó may ra nó mới bỏ Rồi là phải dùng các loại bom cỡ lớn sàn phẳng rất nhiều khu đô thị Mà cái thành phố này là thành phố chẳng đời nào Nga lại đi san phẳng Đúng không ạ Cho nên là khó rất là khó và nhiều người bảo là khó thì khó nhưng vẫn làm được thì tất nhiên nó huy động khoảng độ vài triệu người thì vẫn làm được nhưng mà tội gì phải làm như vậy. Ngày xưa Liên Xô vượt qua sông để mà đánh quân Đức vào cái thế tàn quân rồi mà họ cũng mất hàng năm trời họ mới vượt được cái khu vực uh, Depo ở cặp mặt trận như này chứ họ cũng không dám vượt ở Khe Son. Rồi từ trên Khe Son họ mới đánh xuống để luồn xuống giải phóng Odessa đúng không ạ mà thời bấy giờ thì nó còn dễ vượt sông chứ còn cái thế trận như thế này ấy mà vượt sông đối với nga ấy, nó khó lắm mà như chúng tôi đã nói với quý vị ấy nga sẽ còn khoảng một năm nữa họ sẽ giữ nguồn lực nó chưa đạt đỉnh đâu họ phải tích lũy tiền tích lũy năng lượng tích lũy bom đạn tích lũy đủ thứ để mà năm sau nó đạt đỉnh thì lúc bấy giờ họ mới có thể chấp nhận một hai lần tổn thất lớn được đấy và họ chỉ vượt sông khi nào mà ukraine nó sẽ mềm nó yếu mềm oặt ra đấy thì bắt đầu người ta mới vượt sông thôi Lúc giờ, bây giờ thì tôi đoán rằng là cái trận địa thủy quân nó sẽ phải diễn ra ít nhất từ đây đến đây. Tức là phải có khoảng độ 3-400 km. Thì người ta mới làm các hoạt động gọi là mình gọi là dương đông kích tây đúng không ạ? Vân vân thì mới có thể vượt sông được một cách khá hiệu quả. Chứ nếu không có mặt trận dài thì nó lại là, là siêu khó. Và chắc chắn lúc bấy giờ thì phía Nga sẽ phải hy sinh một cái thành phố nào đó của Ukraine. Mà tôi đoán nó sẽ là cái khu vực Zaporizhia họ phải khi họ tiến quân đến đây họ phải dựng một cái trận địa như thế này để họ sử dụng pháo bom cầy nát một cái thành phố này ra đấy thì họ mới có thể qua được sông còn nếu mà nó còn nguyên vẹn thì rất khó qua bản chất của cái chiến tranh vượt sông nó là như vậy hy sinh bên mình và hy sinh cái trận địa của địch đúng không ạ cầy nát ra có nghĩa rằng là dạng như là kiểu mình gọi là chó gà không tha đấy thì mới có thể vượt được sông Quay trở lại trận địa, chúng ta có tổn thất của Ukraine trong ngày hôm qua, 60 binh sĩ, 4 xe, 1 2 3 4 5 pháo, tổn thất khá nhiều. Đặc biệt là pháo, như vậy là phía Nga trong những ngày gần đây khi mà họ không còn ném bom ở Qrynky thì họ đã sử dụng rất nhiều UAV và có vẻ như là họ sử dụng nhiều UAV thì họ tiêu diệt lại được nhiều pháo hơn. Còn những ngày trước thì rất ít đúng không ạ? Như vậy là cũng rất thú vị à, khu vực khe son này, rất nhiều biến, chúng ta hãy chờ thêm thông tin. Còn vẫn không có thông tin gì thêm về cái khẩu đội Patriot. Có thêm những thông tin về nhân sự, nhân sự thì nhiều nguồn tin xác nhận là khả năng thiệt mạng khoảng độ từ 45 cho tới 60. Người thương thì không biết bao nhiêu, nhưng mà còn cái Patriot thì không có thông tin gì. Và nhân sự đấy là những nhân sự liên quan đến Patriot cộng với lại một cái đội mà họ đi theo họ bảo vệ đấy. đấy họ bảo vệ an ninh cho cái đội đấy. Ở hướng ra Prisia, Ukraine tổn thất 80 binh sĩ, một tăng 5 xe, 4 pháo. Như vậy là tổn thất bắt đầu dâng cao, 80 người rồi. Hôm qua chúng ta biết là Nga đã tiến công ở khu vực này và họ chiếm 3 điểm, đúng không ạ? 1, 2, 3. Buổi chiều thì họ lại cải thiện thêm một vài vị trí nữa. Còn ngày hôm nay thì phía Nga đã lại bắt đầu quay trở lại tấn công ở khu vực này. Họ lại tiến lên và họ chiếm được vài điểm nho nhỏ ở Kamiansk. Rồi Ukraine cũng tiến hành phản công để đẩy lui Nga ra nhưng mà không đẩy được bước tiến của Nga. Cơ bản thì cũng chỉ là cải thiện vị trí thôi, không có diễn biến đáng kể. Nhưng có khả năng những ngày sắp tới với việc Nga đang ép mạnh ở đây thì nếu Ukraine mà rút quân về họ có thể mang quân sang nhưng nếu mà họ không rút quân về kịp để sang thì có khả năng nga sẽ đánh bùng nổ ở hướng Stepove để chiếm lại khu vực bên dưới bờ sông để cho đảm bảo cái an toàn của cánh này thôi vì khi Ukraine họ đã rút về tuyến này ấy thì họ đã có thể có một cái lực lượng thủ tốt hơn có nghĩa rằng họ đã mất nhiều quân ở dưới lòng chảo này nó không giải quyết vấn đề gì À, thì bây giờ họ rút về thì Họ sẽ giải phóng được một vài cánh quân đáng kể Đúng không ạ? Để mà gọi là đi san lấp vào những cái mặt trận nào đó à, Và như vậy họ sẽ cơ bản là củng cố Thế còn ở cái cánh giữa này ngày hôm qua Thì Nga lại tiếp tục uh, tiến quân Và họ đã tiến thêm được ở cái góc Phía Bro -Pipka, Cộng với lại cái phía trên sườn trên này Một chút ở trên này Và một chút ở hướng này Đấy còn hôm qua thì họ đã tiến ở bên này đúng không ạ? Và bên này bên này. Còn bây giờ thì họ tiến tiếp ở bên này. À, và bên hôm qua hôm bên này, còn bây giờ họ tiến tiếp ở đây. 700 m về hướng nam Rabotine và Ukraina không thể chặn được. Mặc dù ở đây thì họ không có chủ động rút, ở đây thì họ rút. Ở đây họ rút mỗi ngày khoảng độ gần 1 km, rút dần Đấy, thì không biết là nga có gọi là tấn công và hậu quân của ukraine khi đội hình đang rối loạn hay không. đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể tiêu diệt quân địch khi có ý đồ rút quân, đúng không ạ? còn ở đây ukraine giao tranh nhưng mà họ cũng không chặn được uh, nga. bây giờ thì hai cánh quân đã ép sát vào uh, hai góc tây nam rồi. các lệnh mệnh lệnh được đưa ra thì nhiều nguồn và khả năng là cũng bị nga thao túng cái thông tin đấy, cho nên chúng ta chưa biết là họ có rút để về hẳn về khu này hay không hay là họ rút ngay về phía sau về nơi có cái cánh rừng và cao điểm ở giữa lưng chừng đây nó là một nơi phía đông của Rabotine mà Okina đã dựa vào đó để giữ được trận địa của khá lâu đấy cũng là một nơi phòng thủ khá tốt đúng không ạ Tờ New York Times nói rằng là như vậy là phía Nga đã dễ dàng chiếm lại những vùng đất mà Ukraine đã bỏ rất nhiều xương máu À, trang thiết bị vũ khí và thời gian để chiếm Đấy, Thế còn bây giờ Nga đã chiếm lại một cách nó khá đơn giản rất dễ dàng trong những ngày qua Đây chính là cái tờ New York Times đã nói Vâng, cơ bản họ nói những cái điều chúng ta đã nói thôi Đúng không ạ, có nghĩa rằng là Nga chỉ cần chờ vào thời điểm thôi họ sẽ có thể chiếm lại dễ như ăn kẹo, mà đúng là như thế thật Khu vực Nam Donetsk-Voleda với tổn thất 115 binh sĩ 3 xe 3 pháo. Vâng, chỗ này thì hôm qua bắt đầu giao tranh, vâng mấy hôm nay giao tranh ác liệt rồi, đúng không ạ? Tổn thất 115 cũng là cao nhưng mà cũng không quá cao như những lần trước. Bây giờ thì đang có tin là phía Nga đang có những cái động thái tấn công mạnh ở cái khu vực uh, này. Đã từ rất lâu rồi họ không dùng bom FAB ở đây và bây giờ xuất hiện cái hiện tượng là Nga đang không kích ác liệt ở đây. Có khả năng thì họ cũng chuẩn bị cái hướng này. Thực tế thì đây là cái hướng mà nó đáng để làm nhất. Chẳng qua nó khó thôi. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng không có ngạc nhiên về cái bước tiến này của Nga. Còn cái bước tiến ở Vuleda thì sau buổi chiều ngày hôm qua Nga có tấn công qua sông vượt sang chiếm một vài công sự chiến hào. Nhưng mà rồi sau đó thì không còn thông tin gì đến buổi sáng ngày hôm nay. Còn ở khu vực uh, Marinka thì có thông tin là Nga đã vượt qua cái phòng tuyến phía tây của Probitda, tức là cái thị trấn nằm ở đây. Đấy, chọc qua cái thị cái phòng tuyến này sau khi họ đã đánh bật các cái đòn phản công của Ukraine trong buổi chiều ngày hôm qua như chúng ta đã cùng trao đổi. Không biết là thông tin thì nó đến đâu. Rồi quân Nga vẫn đang tiến quân về phía Tây, Hiroripka, nhưng mà chưa tạo được cái đột phá gì chúng ta đến với vài thông tin từ phía Ukraine bây giờ thì uh, nhiều chuyên gia rồi học giả vân vân họ đánh giá uh, Ukraine đã làm giảm cái tính quan trọng của Marinka và Novomikhalivka và họ uh, đánh giá cao cái cái tàu đồng nát của nga là một trong những cái chiến thuật truyền thông đúng không ạ còn chính phương Tây nói là hai cái nó không có cái gì để nói với, với nhau Mất Marinka là một trong những cái đòn dáng cực kỳ đau, không chỉ vào tinh thần, nhuệ khí, hình ảnh mà nó là một cái thị trấn có thể nói là chìa khóa tới nhiều vấn uh, vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta cũng nói về cái đây qua rồi. Thực tế thì nó cũng không quá gọi là nghiêm trọng như vậy. Bởi vì Marinka thì gần như nó là cái răng nó sắp dụng rồi, đúng không ạ? Răng của ông lão 80 rồi. Chỉ cần cắn vào quả mít phát là coi như là gọi người cái gì răng ở lại người đi nhé. Vâng, tôi lấy cái hình tượng đấy về ngày xưa nhà tôi có mít quý vị ạ. thế là cho một cái ông lão ở gần nhà ông ấy sang chơi mình mời ông miếng mít thế thì ông ấy lại lười ông không lấy tay ông ấy lấy răng ông ấy cắn vào cái 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 sơ mít ấy. đấy đấy thì cuối cùng là ôi trời ơi mua cái răng của ông để lại trên muối mít thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta không biết tầm chiến lược nó đến đâu, nhưng mà nó đã gần lung lay rồi, đúng không ạ? Và người ta thích đánh chiếm lúc nào thì được thôi, à, và nó kết hợp với những vấn đề khác, cho nên nó cũng không có cái gì đáng để bàn nhiều. À, đây là thông tin của phía Ukraine. Và ban đêm, kẻ địch đã tấn công vào ngã tư giữa Brobibda. Và chúng đã tấn công vào ngã tư ở hướng parasov Tức là đây, khu vực này thẳng xuống, à, khu vực Antonivka, Menovo, Mikhailivka, đấy, giữa khu vực này. À, bọn chúng đã bị chặn lại khi mà gặp rất nhiều sự, sự kháng cự của chúng ta. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở miền đông, miền nam, đông nam Mikhailivka. Kẻ địch đã tìm cách để mà duy trì được một cái vị trí ở ngay sát ngôi làng. Và ban đêm thì những con quái vật đã tiến vào Hiroripka tức là khu vực làng phía tây của đây, nhưng mà đã bị ngăn chặn lại. Ngoài ra, kẻ địch đã hoạt động ác liệt hơn ở Propipda, tức là khu vực này. Bọn chúng đã tái tập trung và bắt đầu tấn công trở lại ở hướng Madinka, Novo Mikhailivka. Và nói tóm lại là hoạt động tích cực ở đây. Và nhìn chung là thông tin nó rất là trung lập từ góc nhìn của Ukraine. Thì nếu mà mình tính ra cái thói quen của Ukraine thì có nghĩa rằng họ đang gặp nhiều rắc rối, đúng không ạ? Bởi vì cái giọng lưỡi nó hơi trung lập, nó không có cái gì nó sáng sủa. Còn tại thời điểm hiện tại thì Nga đang bắn phá ác liệt vào Kudakove, đấy, cái khu vực mà quan trọng, hậu cần của Ukraine đấy. Tờ Sky News, tức là tờ mà ủng hộ Ukraine hết mình, và tất nhiên là tờ của Anh thì chống Nga cũng gọi là hết thảy nói rằng việc chiếm được marinka là một trong những chiến thắng chiến thuật thuật mà lớn lao đối với lại quân đội nga đúng vào ngày lễ giáng sinh nga đã thông báo họ đã cuối cùng kiểm soát hoàn toàn marinka đài truyền hình hàng đầu của nước anh sky News thông báo tuyên bố này đầu tiên đã bị từ chối bởi quân đội ukraine nhưng ngày hôm qua thì chính người đứng đầu quân đội ông zaluli cũng đã thừa nhận Ukraine đã rời bỏ cái những cái đống đổ nát cuối cùng của thành phố và việc chiếm đóng này sẽ mở ra cho nga những cái bước gọi là lợi thế chiến thuật rõ rệt trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên tiêu đề nó mang phong cách rất là anh. À, Ukraine đã kháng cự những đợt tấn công của phía nga nhưng mà một cái chiến thắng chiến thuật lớn lao dành cho nước nga sẽ làm cho Putin trở lên táo bạo hơn táo tận hơn. Và còn thời điểm hiện nay thì cái lữ đoàn à, súng trường cơ giới số 39 của nga đang tích cực tấn công vào hướng phía nam của Volga. Không biết là họ có thể tiến tới đâu. Nhìn chúng đấy là một pháo đài động vào không khéo là gãy răng, đúng không ạ? Phải bao vây thôi. Như vậy là khả năng chiều hôm nay chúng ta sẽ có những cái thông tin mới hơn về Novo Mikhailivka vì bây giờ đang diễn ra trận đánh ở Girodivka và khu vực uh, Brobibda, cũng như là khu vực lân cận của ngôi làng cũng như có động binh ở đây đúng không ạ? Còn ở hướng Adipka tổn thất 239 binh sĩ, 3 xe tăng, 7 xe khác, 1, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 7 khẩu pháo, rất nhiều pháo. Vâng, cũng không thấm ở đâu mấy Ukraine. Ngày nào Ukraine cũng nói là họ bắn được ít nhất tầm khoảng 40 khẩu pháo của Nga. Cũng giỏi thật đấy, đúng không ạ? Một ngày mà họ tiêu diệt được 40 khẩu pháo của Nga thì một năm họ đã tiêu diệt được bao nhiêu quý vị? Nó phải đến mấy nghìn, đúng không ạ? Nghìn mấy. Thế mà bây giờ đấu pháo thì vẫn kêu là Nga áp chế đến 5 đến 10 lần. Xong rồi mặt khác thì bảo là ngành công nghiệp quốc phòng đã bị sụp đổ. Đúng không? không hiểu nổi là các ông ấy nói chuyện kiểu gì nữa. Kiểu gì các ông nói được. Số lượng xe đã tổn thất cao hơn cho thấy giao tranh thực tế đã diễn ra rất nhiều và và rất căng thẳng, đúng không ạ? À, với những diễn biến đầu tiên là thay đổi trận địa, thay đổi trận địa ở khu vực này, phía nga vẫn tiếp tục tiến về khu vực đấy. Rồi ở khu vực bên dưới, một trong những cái thay đổi mà tôi nghĩ rằng là nó đáng lưu ý nhất đó là cái khu vực này. Đấy, cái này hôm qua chúng ta đã nói đúng không ạ? là nga họ đã tiến ra ở cái khu vực cái cái, cái trạm bơm xử lý này nhá, xong dò tiến xuống phía nam này và có khả năng thì họ đã bịt được những cái cánh cái cái cung đường của ukraine từ hướng này chạy lên viện trợ cho hướng này và như vậy thì chắc chắn họ sẽ mở hướng tấn công ở phía trên sau khi họ đã chặn được một cái phần đáng kể đúng không ạ của cái góc này và như vậy thì ukraine cũng không biết đánh nhau đến đâu nhưng tóm lại họ đã phải rút và nếu như mà họ không tiếp tục uh, chặn được cái, hóa giải được cái thế chặn của Nga thì họ cũng sẽ phải tiếp tục rút nữa nếu như mà những giờ sắp tới Nga tiến từ trên phía này, từ trên phía này, rồi đánh từ bên này sang bên này, đúng không ạ? Đấy, tức là cái khoảng này này là khả năng sẽ lại phải chạy tiếp. Đây là bước tiến rất nguy hiểm bởi vì uh, như vậy là chúng ta đã nhìn thấy là phía Nga họ đang dương đông kích Tây, họ đang uh, giao tranh và tấn công với Ukraine rất nhiều, giao lưu ở cái khu vực này với Ukraine còn họ lại tập trung nguồn lực để họ chiếm những vực rất khó ở đây và ở cái khu vực phía bắc đúng không ạ đây là hai cái bước tiến đáng kể trong ngày hôm qua của nga à, 12 giờ còn lại chúng ta thấy giao tranh thì diễn ra ác liệt trên toàn tuyến nhưng mà không có chỗ nào thay đổi đáng kể à, nga cũng thừa nhận là rất khó để có thể đánh bật được cả tonyenske Sivene, rồi peromyske và nivenske ukraine phòng thủ rất chặt Toàn những cái công sự đã dành hàng chục năm ra thôi. Nó rất là hầm hố. Tuy nhiên thì cũng phải có thời gian. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là không dễ ăn. Ukraine họ còn nguồn lực rất mạnh mà. Cho nên là Nga phải tranh thủ mà tiện tay dắt dê, dương đông, kích tây, vân vân Để mà đánh chiếm dần dần thôi. Và đây là mũi tấn công về hướng Bắc. Bản đồ Ukraine cũng đã chính thức xác nhận rồi. Chúng ta sẽ đến với những cái um, cập nhật thông tin từ các bên. Xem là tình hình trận chiếc rôm giả thế nào. Ở mặt trận Adipka, hàng chục đợt tấn công diễn ra trên một loạt các trận địa. Quân Nga đã tiến hành một loạt những chiến dịch đột kích vào khu vực phía nam của khu xử lý rác thải ở... ở phía đông của nhà máy than đá và họ đã chiếm tiến được nhiều điểm. Ở Stepove, hai bên đã giao tranh ác liệt và luân chuyển các cái việc sở hữu của nhiều khu đất đổi đi đổi lại ở hướng ocheretino tây bắc giao tranh không ngừng và quân ta tiếp tục tiến về phía trước đánh chiếm các cánh rừng ở khu vực nhà dân phía nam aditka hai bên đang củng cố trận địa sau một loạt những trận giao tranh ác liệt ở hướng peromaiske nevenske giao tranh diễn ra rất khủng khiếp nhưng không ai chiếm được lợi thế bộ tổng tham mưu ukraine báo cáo vào buổi sáng là quân nga với sự hỗ trợ của hàng không và pháo kích đang tìm cách để mà chặn đường cũng như bao vây chiến thuật Adipka. Họ đã tiến hành 32 đợt tấn công trong suốt 24 giờ qua. 15 đợt tấn công phía Bắc, novo Adipka và 17 đợt tấn công ở hướng Sivene, Peromaiske, Nivenskoe. Báo cáo buổi chiều cho thấy năm 21 đợt tấn công và Nomna là gì? trong ngày là nga đã tấn công tới 53 lần quý vị như vậy thì ngoài cái diễn biến ở các phía như vừa rồi thì có một cái hoạt động mà nó cũng diễn ra rất ác nhưng mà cũng không thay đổi gì nhiều cho nên chúng ta uh, nó không rõ rệt có nghĩa rằng là hai bên đang giao tranh rất ác liệt ở từ đây cho tới cái khu vực này và nhìn chung thì nhìn như cái cách nói như vậy chúng ta thấy rằng là phía nga chủ yếu là giao tranh, dọn dẹp, đẩy lui và củng cố trận địa. Còn Ukraine thì cũng tìm mọi cách phản công để đẩy lui các cái bước uh, tiến của phía nga, sợ sát vào cái khu vực phía bắc của nhà máy và vào khu vực phía Berichi, đúng không ạ? Như vậy ở đây thì đúng như là những gì mà bàn dân thiên hạ đồn thổi. Có nghĩa rằng là nó sẽ giao tranh nhì nhằng, nhì nhằng đến khi nào một bên yếu thì thôi, đúng không ạ? Chứ còn không có đánh chiếm được gì đáng kể. Khi nào mà có một dấu hiệu yếu hoặc là có dấu hiệu mặt trận một bên suy thoái mà ở đây khả năng là bên Ukraine là dễ rõ ràng hơn. Và phía Nga đang trở vào làm những cái chuyện bận rộn ở nơi khác. Mà Ukraine bất ngờ thì họ sẽ tập kích vào Bidi-Chi, Đúng không ạ? Đấy, đấy là khả năng rất cao ở cái hướng này. Nó sẽ diễn ra vào 1-2 tuần tới còn nếu không họ cũng có thể tập kích vào novo Park nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vị trí này thì nó tham quá đúng không ạ nó sẽ lãng phí không đáng có và khi họ tập kích vào đây thì họ sẽ chỉ cần tấn công ra đến đây thôi để chặn các bước liên thủ giữa hai thành với nhau và đường tiếp viện chính từ hướng này về phía trung tâm thành phố với BDG nếu như mà Nga chấp nhận tổn thất để vượt qua được cái hệ thống pháo đài dày đặc ở đây mà họ chiếm được ở đây thì gọi như là hết phim cho nên là chúng ta thấy rằng nó cũng rất có khả năng là nếu mà Nga thấy nó quá thuận lợi đúng không ạ thì họ sẽ hy sinh một cái trận à, một cái lượng bom đạn khổng lồ cộng với lại những chiếc xe tăng những cái thiết giáp nào đó à, cơ bản là xe tăng cũng làm nhiệm vụ để vào mà làm bị thịt thôi. Bởi vì nếu mà chiếm được cái này thì thôi là hết phim mà, đúng không ạ? Thực sự thì nó cũng chưa hoàn toàn hết phim, nhưng mà nói túng ra là nó không còn gì để nói nữa. Lúc bấy giờ thì cái điểm đầu cầu nó đã to và nó đầy đặn như thế này rồi, đúng không ạ? Đấy, rồi nó mất cái pháo đài và nó đã cắt một đường hậu cần và nó ép tới cái đường còn lại duy nhất thì cũng khó để mà giữ được. Tuy nhiên đấy là một cái kế hoạch rất rủi ro, rất tham vọng và cũng không nhất thiết đã cần thiết bởi vì nếu nga chiếm hết cái Adipka bây giờ thì nói thật ra họ sẽ giải phóng một, một cái khoản một cái lượng quân khổng lồ của Ukraine ra các nơi khác và họ sẽ không đánh chiếm được những nơi khác một cách dễ dàng như bây giờ đâu bây giờ thì chính các chỉ huy của Ukraine cũng thừa nhận là bản thân họ người nga bây giờ là hay đúng không ạ hay dùng bãi thính đấy ở các nơi nhưng mà họ chưa bao giờ họ nói thừa nhận Adipka là bãi thính thôi chứ còn là các nơi họ đều thừa nhận rồi một chuyên gia quân sự người Nga phân tích rằng có rất nhiều bài phân tích tập trung vào Adipka nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ rằng là chúng ta có thể tiến nhanh ở hướng đó. Tuy nhiên thì chúng tôi hy vọng rằng có rất nhiều sự sụp đổ diễn ra các mặt trận khác. Ukraine đã sử dụng những đội quân tốt nhất và những nguồn lực dự trữ quan trọng của họ ở Adipka và hướng Kupian. Quân Nga đang Tiếp tục gây sức ép khủng khiếp lên hai hướng này để chủ yếu là phòng ngừa Ukraine di chuyển quân đội sang các hướng khác cũng như là lực lượng dự trữ trang hướng khác mà thôi. Quân Ukraine thì họ thực sự là đã uh, sử dụng tới những cái nguồn dự trữ quan trọng nhất cũng như là hệ thống uh, dự trữ đạn dược uh, uh, quan trọng uh, phần lớn. Và nếu đến tháng 2 năm 2024 mà không có nguồn tiếp tế của Mỹ thì chắc chắn họ sẽ phải rút khỏi Adipka. Vâng như vậy là phía Nga cũng chính thức lên tiếng rồi. Chỉ còn phía Ukraine thôi. Họ có thừa nhận hay không? Họ không thừa nhận thì họ sẽ không rút. Mà không rút thì có nghĩa rằng họ đang thắng ở trên một cái thế thua, đúng không ạ? Thắng ở chiến địa. Thực ra thắng thì không phải thắng mà đang thua dần. À, hay nói đúng hơn là... Vâng, thua dần. Bởi vì họ mất đất mà họ có lấy lại được đâu. Uh, tình thế thì có vẻ là hơi hòa, thế nhưng cơ bản thì đang thua dần. Thế còn về mặt uh, chiến thuật và về mặt lâu dài thì họ đang thua rất đau, rất nặng đấy. Vì cứ như thế này thì họ bị nhốt quân, đúng không ạ? Và cái lời của chuyên gia này nói thì nó càng củng cố cái lý thuyết của chúng ta là thực tế Adipka nó đã là một cái nơi như vậy từ rất lâu rồi. Mà nếu thật đấy mà nói thật, mấy quý vị ở đây chúng ta phải nhìn thấy nhiều người hay nói về việc là sụp đổ Adipka. Nhưng nếu như thực tế mà Nga không tổ chức một cái chiến dịch nào lớn ở đâu đấy ấy, thì tôi thấy rằng là Adipka nó có thể để đến tận cuối cuộc chiến nó cũng không sao. Đúng không ạ? Trừ khi là Nga đánh lân cận ở đó thì buộc phải lấy để cho nó thuận lợi và nó đỡ nó đỡ, nó đỡ cản đường rồi. Chứ còn nếu như mà mặt trận nó ở Sivek này hay nó ở trên đây này hay nó ở dưới Zabrizia thì tôi thấy rằng việc để Adipka đối với Nga nó có có lợi hơn rất nhiều so với lại cái việc đánh chiếm nó. Bởi bây giờ là Hima nó bắn từ đây vào Donetsk được mà. Cho nên là có chiếm được Adipka thì Donetsk vẫn ăn đạn bình thường. Còn lại thì vừa chiếm được Marinka rồi là dân chúng thỏa mãn rồi. Đúng không? Là đánh chiếm được thành lớn. Đấy, trong quá trình đấy đánh chiếm được vài thành ở đây nữa cũng vui. Còn Adipka này chỉ cần thắt thòng lọng mà thôi. Sau này mà hết chiến tranh, ấy, Adipka trở thành một cái gọi là địa danh gọi là gọi được tôn vinh nhiều nhất trong cuộc chiến, bởi vì một mình nó nó đã làm bãi thính để mà làm nhiều trận địa của Ukraine sụp đổ. Chúng ta thử xem chỉ huy Ukraine nói gì. Kẻ địch một lần nữa lại tập trung vào Stepove và như vậy là lần thứ năm rồi. Lần thứ năm nga đã tập trung vào cái Stepove rồi. Và như vậy nó vẫn chỉ là những cái à ơi thôi. Bọn chúng huy động nhiều xe tăng, uh, xe bọc thép, tấn công uh, cảm tử, uh, vỗ mặt. Và bọn chúng đã, xe đã bị đốt cháy rất đẹp mắt. Bất chấm những điều này thì những kẻ xâm lược vẫn tạo được những thành công. Uh, xét cho cùng thì bọn chúng có rất nhiều xe cộ và rất khó để mà chúng ta không có thể đánh mất vị trí của mình. Câu hỏi đặt ra là bọn chúng có thể kiểm soát được hoàn toàn các thị trấn Zepovye hay không? Khu vực phía Nam, thành phố thì những con quái vật đã tiến được một tí. Khu vực Kamienka, bọn chúng đang cố đột kích vào trong hướng của bãi đá chưa có thành công. Và như vậy là đây quý vị có để ý không ạ? Tức là Ukraine đang đang thích so kè với Nga, đúng không ạ? Họ đang thích so kè với Nga ở Stepove, có nghĩa rằng là ở đây là Nga tiếp tục đánh chiếm nhưng mà không vượt qua được trận địa của Ukraine để tiến vào BDC, đúng không ạ? Đấy, cái ý của Ukraine nói rằng là Nga đã thua mặt trận Stepove khi lần này họ đã tấn công lần thứ năm. Thế còn dưới góc nhìn của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng đấy là năm lần tấn công à ơi để mà Nga chiếm được rất nhiều những cái khu vực khác đúng không à? ạ quý vị để ý không ạ rất nhiều những nơi từ trên xuống dưới rất nhiều đấy quý vị ạ à? không phải nói như này nó phải nhiều lắm nếu tính cả cái khu vực này đến phía dưới nữa vâng đây cái thông tin uh, gọi là thông tin vẻ hè đây theo nhiều nguồn tin đêm qua quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất lớn nhất từ trước tới nay ở Adipka. Uh, nỗ lực di chuyển 4.500 quân trong điều kiện ban đêm và bảo mật bí mật tuyệt đối. À, ba đoàn xe lớn bao gồm rất nhiều những cái uh, xe uh, đã hứng chịu bom FAB của chúng ta sau khi rút lui rồi lại bị pháo phản lực tấn công các kiểu, vân vân, rồi sau đó bị tấn công bằng các loại pháo thường, vân vân. Và ít nhất có khoảng độ uh, 700 người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Mang thông tin thì nó cũng mang tính chất định uh, tính đúng không ạ? Chúng ta chưa biết thế nào. Chúng ta nhớ chạy cách đây 100 mấy ngày nhá, mấy ngày thì 100 người 108 người về Thạ Noel đã bị uh, bị pháo kích và bị bỏ bom và bị bị, bị tiêu diệt ở cái chỗ này đúng không ạ? Cho nên Ukraine dường như là họ đang bị phía Nga theo dõi rất chặt chẽ cái hệ thống luân chuyển quân. Bởi vì mỗi lần đánh chộp giật như này chúng ta biết rằng là Nga họ đang hiểu rõ quân Ukraine đang tập trung ở đâu đâu, đúng không ạ? Và di chuyển như thế nào. Cho nên khả năng ngày hôm qua họ bắt được một cái đấy tuy không biết là số bao nhiêu. Nhưng có thể nói là khả năng có cái thông tin đấy là có. Còn số lượng có thể nói ít hơn. Và đây tôi cứ buồn cười là mấy cái ông ông chuyên gia quân sự Nga mà được rất nhiều Ukraine theo dõi. Ông ấy nói như này. Chúng ta đang tiến về giai đoạn cuối cùng của chiến dịch Tổng tấn công Adipka, chúng ta đã tiến được nhiều km. Adipka sẽ sụp đổ. Những chiến binh ở mặt trận đang nói về những chiến thắng. Quân ta đang hủy diệt mặt trận quân địch và chúng ta đã tiến rất nhiều nơi. Rồi pháo kích hàng không, UAV chúng ta bay loạn xạ khắp mặt trận. Adipka sẽ sụp đổ trong tương lai gần. À, chúng ta đã nghe thấy tiếng súng, pháo vân vân hoạt động ở ngay sát à, trung tâm thành phố vinh quang cho các chàng trai nước Nga. tôi cảm giác rằng là một là một người yêu nước quá khích, hai là mấy ông uh, tuyên truyền viên cố tình tạo ra thông tin là Nga sẽ đánh chiếm bằng được Adipka trong những ngày tới để kích thích ông Zelensky đúng ạ? À, là ông ấy bắt buộc là ông phải giữ bằng được mà, để cho Putin không thể gọi là mỉm cười trước cái kỳ uh, bầu cử. Chúng ta đến với khu vực quan trọng còn lại Adip uh, của vùng Donetsk là vùng uh, Bắc Mút. Vâng. Khu vực Bắc Mút này thì sau khi Nga đã chiếm được toàn bộ đường tàu thì bây giờ giao tranh vẫn diễn ra ở ba thành phố, ba thị trấn không thay đổi ở phía Nam. Khu vực trung tâm thì Nga cũng đánh chiếm rất nhiều đêm qua nhưng mà cũng không thay đổi gì được, bởi vì vào đến nơi này thì nó cũng gần với lại khu đô thị của Imaniske rồi. Nga đánh vỗ mặt như này thì có nghĩa rằng là họ đang gây một cái sức ép để mà thử trận địa rồi câu kéo quân thôi chứ còn cũng không ai giải đánh hết cỡ vào một cái thị trấn khá lớn và chỉ có mỗi một cái hướng đúng không ạ còn ở phía trên này thì phía ukraine cũng thông báo là họ đang không ngăn chặn được bước tiến của nga ở hướng bodanipka thì chúng ta không biết rằng là nga tiến ở đâu trong cái khu vực này nhưng mà Nhìn bản đồ thì chúng ta thấy rằng là sau đêm qua Nga chiến ra khu vực cánh rừng này thì bây giờ họ tiến ra một đoạn nữa ở cái khu vực đường đường, đường cung đường 506 đúng không ạ? Và vâng, cung đường 506 và một đoạn ở phía nam. Phía này thì vẫn chưa có thay đổi gì bản đồ nhưng mà với cái thông tin báo là đang giao tranh và đang tiến được như vậy thì có nghĩa rằng là phía Nga họ đang tức là trận đấu đúng không ạ trận đấu nó đang diễn ra khả năng nó sẽ thay đổi những cái giờ chiều còn ở đây là cái bước tiến nhẹ nhàng ở phía bắc của Bodanipka nhẹ nhưng mà cũng khá quan trọng bởi vì nó lần này là lần đầu tiên nga áp vào cái hướng đông của cánh rừng còn lại họ đang có hai hướng này khả năng là họ sẽ đánh chiếm được những cái cây cánh rừng này trong những giờ sắp tới và bây giờ họ đã áp sát vào cái tuyến phía bắc uh, của trung tâm Bodanipka như vậy là đây chúng ta có hai cái bước tiến nho nhỏ của Nga toàn ở cái chỗ khá nghiêm trọng, khá hiểm đối với cái Thực ra thì toàn tuyến này bây giờ bước tiến nào cũng đều rất nguy hiểm đối với Ukraine. Chỉ huy nga thông báo ở hướng bắc Mút quân chúng ta đang tiến về ra nhanh chóng từ khu vực phía nam của Ivanevska rồi từ phía bắc và của ra và đang tiêu hủy các nguồn lực của quân phòng thủ và chặn đứng các đợt phản công của bọn họ từ hai hướng. Hàng không chúng ta đang tích cực ném bom vào quanh khu vực Bodanipka. À, ngôi làng này đang ở trên một cái khu vực đồng bằng. Kẻ thù có một vài cái sự hỗ trợ pháo cũng bức kích ở tuyến đằng sau. Và chúng ta đang cố gắng hủy diệt những trận địa pháo của bọn chúng. Có một vài trận đấu diễn ra ở Kikitsa, Andipka, Kurimika cao điểm nhất ở Kikitsa chúng ta vẫn đang giữ vững và đang đẩy lui một loạt các đợt tấn công của Ukraine. Vâng như vậy là chúng ta thấy có một cái ngày uh, tiến quân nếu tính toàn tuyến thì là ít nhất trong thời gian vừa qua đúng không ạ? Còn nếu tính uh, về cái điểm thì họ có hai điểm, cũng là hai điểm khá nguy hiểm đối với phía Ukraine nhưng có vẻ là trận đấu nó đang diễn ra khốc liệt và nó chưa có cái kết quả và báo về có khả năng là chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả đó trong buổi chiều. Chúng ta đến với mặt trận Lyman và lần này mặt trận Lyman trong cả mấy tháng 2 tháng gần đây đặc biệt là tháng 30 ngày vừa rồi có vẻ trở thành mặt trận chính rồi. Tổn thất lại leo lên cao hơn 200, 210 binh sĩ, một tăng, 7 xe và hai khẩu pháo tổn thất cao đúng không ạ không kém gì toàn chiến chiến tuyến Bakhmut, Donetsk và Anipka như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là dường như phía Ukraine đã có những cái sự tăng cường ở hướng này sau khi họ đã thực hiện được một vài đợt phản công trong ngày hôm qua mặc dù không thay đổi được chiến tuyến nhưng mà cho thấy quân của họ đã kịp thời đến Ivanitska này đến khu vực phía nam phía tây của Bodanivka và Hirovivka cũng như là họ phản công được ở Kigita như vậy là về mặt uh, logic nga sẽ chuyển sang để mà tập trung vào các trận địa khác đúng không ạ sau khi mà họ không thể tiến chiếm được nhiều ngày hôm qua trong 12 giờ thì họ đã tiến chiếm ở đây hai điểm uh, góc Spinne này rồi là cái đường lên Vimka. Đấy cũng khá nhiều ở cái góc uh, Vimka. chính là nơi này Ba hướng tấn công của Nga trong ngày hôm qua ở đây không tiến được. Ở đây tiến khá đáng kể, còn ở đây thì tiến tí hon. Ở hướng tấn công thứ tư thì họ không tấn công được, không tiến được. Phía Nga họ cũng tung ra cái thông tin là kiểu như là đánh ở đây là tiện tay dắt dê thôi. Đấy, đánh cho nó đỡ buồn thôi. Chứ ở đây cũng không có cái sự hối hả cần thiết gì. Nhưng mà tôi không tin điều đó, đúng không ạ? Những cái việc thông tin đấy của Nga thì mình đã quen khá nhiều rồi, họ là một bên hay chơi chiến tranh tâm lý, cho nên là những bước tấn công như này cộng với tổn thất 210 binh sĩ mỗi ngày thì không thể nào nói là chiến tranh chơi được. Ở đây chúng ta lại thấy họ tiến tiếp này, đấy, họ tiến trong đây một khoảng đây là cái khoảng như này và họ đẩy lui được các cái đợt phản công lia lịa của Ukraine từ bên thung lũng này vào hai sườn từ hướng Ivanivka vào cái mũi phía bên phía bắc của họ như vậy là phía nga vẫn tiếp tục tiến quân được rất đều đặn đúng không ạ trong những ngày vừa qua suốt hai tuần qua họ đều tiến được bây giờ thì họ chỉ cách Terry này chắc là khoảng độ hơn km gần 2 km nữa vâng cũng không biết nói gì bởi vì chúng ta cũng nói về cái này nhiều rồi à... Nhìn chung là mặt trận đấy của Ukraine đang lâm nguy đúng không ạ? Toàn bộ cái tuyến quan trọng đấy của họ lâm nguy. Tổn thất rất cao, 210 binh sĩ, 8 xe. Còn lại thì chúng ta không có được các tọa độ đánh nhau ở cái hướng này, nhưng mà có vẻ là giao tranh nó cứ diễn ra gọi là âm ỉ trên toàn chiến tuyến từ Makivka trở lên. Còn ở khu vực phía trên thì đã có thông tin là phía Nga đã tiến thêm được Vâng, họ đánh chiếm thêm được vài cái 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 cứ điểm của Ukraine ở trong cánh rừng phía bắc à, tây bắc Sincopka ở hướng này và cái lữ đoàn cơ giới số 115 đã hai lần trước đã phải đưa về tuyến sau để hồi sinh hồi sức cấp cứu thì lần này là chỉ huy lữ đoàn đại tá Konovan cũng đã thông báo về việc họ đang phải đưa về lần thứ ba như vậy cho thấy rằng là À, những lữ đoàn đấy của phía nga, ukraine đã bị nga vắt kiệt sức chiến đấu trong suốt thời gian vừa qua. Hướng này thì ukraine tổn thất 55 binh sĩ, 3 xe, 1 pháo và một cái tin uh, về người uh, lính uh, bắn tỉa bằng uav, uh, Udai đã quay trở lại. Và tất nhiên đấy là một thông tin uh, khá hiển nhiên, đúng không ạ? Bởi vì nếu như anh đấy mà anh ấy bị uh, săn lùng thì chắc chắn là bây giờ thông tin những ngày mà anh mất tích thì thông tin nó đã lên mặt báo của Ukraine rầm rộ rồi. Bởi vì nếu mà họ được săn tìm được một cái sát thủ hàng đầu của Nga như thế thì nó là một cái chiến thắng. Về mặt truyền thông ấy, nó rất là, nó rất lớn, đúng không ạ? Cho nên không dại gì mà họ không có đăng. Cho nên là cái việc mà anh trở về thì có khả năng là Nga bịt thông tin hoặc là như thế nào đó chúng ta không biết được. Nhưng rõ ràng là phía Nga phải tìm mọi giá để mà bảo vệ được những cái người như thế này, đúng không ạ? Và cũng có khả năng là họ lấy anh này ra tung tin để làm mồi làm miếc hay như nào đó. Để mà Ukraine tiếp tục tung cái nguồn lực vào săn tìm anh ấy, đúng không ạ? Hoặc có thể là anh ấy, anh ấy sẽ chuyển sang hoạt động ở một cái hướng khác. Đấy, nhưng mà vẫn có những thông tin là anh đang hoạt động ở hướng đó. Như vậy là chúng ta có một ngày uh, thứ hai sau cái ngày hôm qua Nga tiến quân rất ác liệt. Ngày thứ hai, và họ vẫn duy trì được mạch tiến công hai đợt, hai hướng ở Zaporizhia. À vâng, ở à, Uleda thì không có gì, ở à, Adipka thì cũng à, ít hơn so với lại mọi ngày đúng không ạ? À, ở Bakhmut thì cũng ít hơn so với mọi ngày, nhưng mà ở khu vực Jvych thì lại nhiều hơn. Tóm lại là Nga cũng xoay sở để tiến quân được 5 6 7 8 điểm gì đó nho nhỏ. nhỏ. Vâng, hôm nay thì tôi đẩy một cái bài báo này nó khá thú vị quý vị ạ. Đó là một cái bài báo từ một cái viện nghiên cứu cho Bộ Ngoại giao Mỹ quý vị nhé. À, và CIA. Như vậy nó là một cái cơ quan ngôn luận, đúng không ạ, của Bộ Ngoại giao. À, họ đưa ra một cái thông điệp như này. Ukraine là một trong những cái gọi là bên thua cuộc lớn nhất 2023. Zelensky đã không còn là một cái nhân vật được ưa chuộng và ép có khả năng sẽ phải à, nhường lãnh thổ trong năm 2024 à, theo một cái viện nghiên cứu Quincy của bộ quốc phòng, à, bộ ngoại giao và cơ quan tình báo Mỹ CIA. À, mà người chơi thất bại lớn nhất trong các cuộc xung đột và dịch chuyển địa chính trị đó là Ukraine. Ukraine đã trải qua một năm tồi tệ với thất bại của cuộc. Tổng phản công mùa xuân mùa hè năm 2023 dẫn tới sự đánh mất tin sự tin tưởng và sự tự tin mà quốc gia này đã từng hy vọng là có thể đánh bật quân Nga ra khỏi các lãnh thổ bị chiếm đóng. Điều này tất nhiên không chỉ là mục tiêu của ông Zelensky mà còn là mục tiêu của các đối tác phương Tây của ông. Bây giờ rất nhiều uh, lãnh đạo phương Tây uh, kèm theo với sự gọi là cổ vũ suý của truyền thông dòng chính đang gợi ý rằng là Ukraine không chỉ cần phải tìm ra một cái lối thoát để kết thúc cuộc chiến bằng ngoại giao mà họ có khả năng phải chấp nhận nhường lãnh thổ uh, để mà đổi lấy hòa bình trong năm 2024. Mục tiêu Ukraine gia nhập NATO bây giờ có vẻ như là một cái giấc mơ hoang dã nhất. Những nguồn viện trợ tài chính và vũ trang thiết bị vũ khí từ Washington và các thủ đô của các nước phương Tây đã giảm một cách đáng kể vào những ngày cuối năm. Zelensky bây giờ được coi là một nhà lãnh đạo càng ngày càng bị xa rời cách ly và xa rời thực tế và ảo tưởng. Và có vẻ như là ông ấy không còn biết cách thể hiện lòng biết ơn với bạn bè của mình nữa. Và thật không may cho ông ấy, đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của chính sách ngoại giao Mỹ mà Washington đã quay lưng với lại những người vốn trước đây họ rất là cưng chiều. Vâng, như vậy là một cái viện gọi là viện đồng minh đấy, đúng ạ. Thế mà cuối cùng bây giờ nói ai lỡ nói nặng lời như vậy với lại đồng minh của mình. Như thế thì khác gì so với lại mấy ông uh, chốt chin của Đông Nam Á, đúng không ạ, rồi chốt chin thời hiện đại. Một năm trước đây còn gọi người ta là chốt chin thời hiện đại, thế mà bây giờ thì đã nói với người ta trả ra cái gì cả. Đúng là chơi với mấy ông Mỹ này thì chắc chắn là trong nhà có thóc giống là phải cất thật kỹ. Từ hôm qua đến nay thì cái thông tin liên quan tới tình hình tài chính của Kena nó đang ở mức độ báo động từ những tuần trước thì chúng ta đã biết rồi nhưng mà hai ngày gần đây thì nó đạt ở cái mức cảnh báo rất cao ạ bịa à, hôm nay hôm qua thì một loạt quan chức Ukraine nói rằng nếu tiền không đến kịp trong những ngày tới họ sẽ phải cắt các cái khoản trợ cấp cho rất nhiều quan chức và lương hưu cho người dân và các cái trợ cấp phụ cấp xã hội khác nữa hôm nay thì thông tin nó đã đến tận tờ Bloomberg rồi à, các quan chức và nhân viên nhà nước đang gặp nguy hiểm. Thủ tướng Ukraine đã yêu cầu một cái cuộc uh, uh, gặp họp khẩn cấp với các đối tác tài trợ nước ngoài bởi vì cái mức độ cao chưa từng có về sự bất ổn và bấp bênh của ngân sách nhà nước. Tờ Bloomberg đã trích lời quan chức Ukraine cho hay. Có thể có tới 2 triệu quan chức Ukraine sẽ không có lương. Nếu như trong những ngày sắp tới, Ukraine không nhận được hỗ trợ tài chính từ các đối tác của mình. Thủ tướng Smigan thì làm sáng tỏ là một cái khoản tiền 110 tỷ đô la phụ thuộc vào Mỹ và châu Âu mà Ukraine đang nhắm tới và đang rất cần thì chưa được thông qua vì những sự khác biệt và mâu thuẫn chính trị ở trong lòng các nước này thông tin chúng ta cần xác định lại là hôm qua thì uh, bà Timoshenko, bà nữ hoàng tóc tóc bếp đấy, trước đã là thủ tướng Ukraine hình như một hai đời quý vị. Bà ấy nói rằng là bây giờ cái um, cái, cái cái số lượng mà cái cơ quan hành pháp ở Ukraine nó quá đông. Tôi không nhớ là hôm qua bà ấy nói bao nhiêu như nó vài trăm nghìn người mà quý vị. Một cái đất nước mà quý vị tưởng tượng nó 200.000 20 triệu dân mà có tới đâu đấy là từ 200 cho đến 400 000 người cơ quan hành pháp. Tức là số lượng nó nó cao trên một cách khủng khiếp trên cái tỷ lệ. Đúng không ạ? Và như tôi nói quý vị, đó là những... Ở Ukraine bây giờ mà hành pháp mà chỉ cần yếu một tí là nó sẽ bạo loạn. Đúng không ạ? Và nó bảo vệ chế độ. Cho nên là bà ấy bảo là cái đám đấy bây giờ phải cầm súng ra mặt trận để chiến đấu. Đúng không ạ? Và bây giờ nó ngốn khoản lương rất là cao cho nên Ukraine nói đúng bây giờ ông Zelensky ông ấy đã tăng ngân sách gấp 18 lần so với đời Poroshenko cho cái chi tiêu cho cái cơ quan chính phủ của ông mà thì cho thấy rằng là nếu như mà Ukraine không có tiền đúng không ạ thì cái đám hành pháp đấy nó sẽ tan rã mà kể cả có tiền ấy tôi nghĩ rằng là cũng không được lâu đâu đúng không ạ bởi vì là cái đám đấy mà nó ngồi nó 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 ăn thì chắc chắn rằng là nó như kiểu là cái tầm ăn dỗi đúng không ạ Vâng, rất khủng khiếp. Ý tôi nói là cái bộ máy chi tiêu công của Ukraine ấy, nó cực kỳ khổng lồ. So với một đất nước, GDP chỉ có trên dưới 100 tỷ đô và nợ 128 tỷ đô. Quý vị ạ. Khủng khiếp. Vâng đây, nợ công của Ukraine đã vượt qua con số 5.000 tỷ UAH, tức là cái đồng tiền nội tệ của họ. Thống kê từ người đứng đầu cơ quan thuế của nhà nước, ông Getman Sepp cho hay. Vào ngày 31 tháng 11 thì uh, cơ quan nhà nước đã thông báo là nợ của nước này đạt 5,1 nghìn tỷ UAH tương đương 148 tỷ đô. Vâng, 148, 40 tỷ quý vị ạ, chứ không phải là 128 tỷ như tôi vừa nói. 140 tỷ trong khi GDP đâu đấy là nó chỉ hơn 100 tỷ một tí thôi. Và thờ cuối năm 2023 thì tỷ lệ GDP so với nợ là khoảng độ 85%. Tức là nợ chiếm 85%. Còn vào năm 2022 thì nó chỉ chiếm chưa đầy 50%. Như vậy là đến năm 2024 này chắc chắn nó sẽ trở thành một con số rất khổng lồ đúng không ạ? À, quý vị tưởng tượng là nợ trên GDP mà sau một năm nó đã tăng tới gấp đôi, nó gần gấp đôi quý vị ạ, à? nó gấp đôi theo cái tỷ lệ của GDP nhé, chứ nó không phải gấp đôi về con số tuyệt đối, mà khả năng là nó cũng còn hơn cả con số tuyệt đối nữa cơ. Còn trong khi đó thì uh, cái tờ NPS tức là một trong những cái um, cơ quan thống kê họ đưa ra thông tin cũng rất tồi tệ. Tỷ lệ sinh nở năm 2023 của Ukraine thấp nhất thế giới theo cái um, số lượng trẻ em được sinh bởi mỗi một phụ nữ. Tỷ lệ sinh của họ bây giờ trước cuộc chiến uh, đã vốn đã thấp 1,2 uh, trẻ em mỗi phụ nữ. Và cái tỷ lệ trung bình ấy thì thông thường nó phải trên mức 2 trẻ em một phụ nữ, nhưng mà bây giờ của Ukraine dưới chiến thời chiến nó đã 1,2 trẻ em và theo viện nghiên cứu này thì có khả năng đến cuối năm 2023 kết hợp những cái điều kiện cuộc chiến rồi các vấn đề khác tỷ lệ đấy có thể thấp tới một à, 0,7 quý vị 0,7 trẻ em trên một phụ nữ tức là bằng 1/3 so với lại cái mức độ mà gọi là đề xuất ở à, mức tối thiểu ấy có nghĩa rằng là trong một năm thì chỉ có một trẻ em được ra đời đối với lại 6 người lớn mà thôi Đấy, như vậy thì chúng ta thấy một điều rằng là cuộc chiến này mà nó kéo dài vài năm nữa thì không biết là xã hội của Ukraine nó đi về đâu. Hai yếu tố quan trọng đó là phát triển con người, tức là mình nói nôm na là, là vấn đề đẻ đái, đúng không ạ? Thứ hai nó là vấn đề tiền, tiền nong. Hai vấn đề quan trọng là Ukraine bây giờ đang gặp thảm họa như vậy. Vâng, thế mà họ vẫn mong rằng là gọi là nga phải tự động rút quân hết về xong rồi bồi thường giao nộp putin rồi đầu hàng vân vân vâng chúng tôi xin kết thúc chương trình với lại một trong những cái gọi là gọi là chương trình mà ăn theo đấy có lẽ là cũng phải làm cái khảo sát trên kênh có liên quan tới việc những cái bình chọn đúng không ạ, những cái bình luận liên quan đến phỏng đoán cuộc chiến năm 2023 vào cái thời điểm mà chúng ta cũng sắp hết năm nay rồi. Thì uh, trước cuộc chiến chúng ta biết rằng là ở phía phương Tây họ đã ra rất nhiều những cái nhận định chém gió, phỏng đoán tiên đoán rồi chốt hạ vân vân uh, rất nhiều. Nhiều cái nó cực kỳ hay từ những cái xe tăng Bradley, à, xe tăng Challenger, Leopard rồi cho tới F16 rồi bao nhiêu thông tin khác để mà mình chọn xem là đâu là những cái dự đoán đi vào lòng đất nhất trong năm 2023 chúng ta thử bắt đầu bằng một thông tin này rồi chúng tôi cũng đề xuất với quý vị quý vị xin cho chúng tôi trích dẫn những cái À, lời tiên đoán của phía phương Tây về cái cuộc chiến 200, 2023. À, và bây giờ nó đã kết thúc rồi. Và tất nhiên ai cũng hiểu kết quả của nó. Đúng không ạ? Chúng tôi có thể gợi ý một vài ví dụ như là Jessica Berlin, một trong những người mà có thể ủng hộ Ukraine hết mình. À, vào ngày 5 tháng 6 tháng 5, trước khi cuộc tổng phản công diễn ra một tháng, thì cô ấy nói rằng là không ai có tất cả những chi tiết nhưng mà tôi có một điều cực kỳ rõ ràng đó là cuộc tổng phản công này của Ukraine sẽ viết lại toàn bộ lịch sử quân đội của nhân loại. Ukraine có trong tay áo những thứ mà nga chưa bao giờ được nhìn thấy. Còn những thứ mà họ nhìn thấy thì chắc chắn rằng là người nga không có gì để ngăn cản. Mùa xuân đang đến rồi. Chúng ta có rất nhiều thông tin kiểu như này. Thậm chí nếu quý vị nhớ lại là Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng, Tổng cục tình báo đấy, đúng không ạ, cũng đã dự báo rằng là Ukraine sẽ tiến vào Crimea vào mùa hè vừa rồi. Có lẽ ông ấy đúng, đúng không ạ, là bởi vì cũng có nhiều đội quân tiến được vào, đổ bộ lên nhưng mà cuối cùng thì một đi không trở lại. Tức ông không nói cái phần sau, tức là tiến được vào nhưng mà không ở lại rất nhiều những sự gợi ý thú vị quý vị ạ chẳng hạn như là nga hết tên lửa đúng không ạ rồi là cuộc chiến của putin chỉ kéo dài được vài ngày nhưng mà đúng là cái thông tin mà jessica berlin nói là khủng khiếp đúng không ạ cuộc tổng phản công của ukraine sẽ đi vào lịch sử coi như là thậm chí là còn viết lại lịch sử chiến tranh của loài người kinh dị Uh, tướng Ben Hoss của Mỹ thì nói rằng là chỉ cần có tên lửa tầm xa thì quân Nga sẽ chạy ra kèn khỏi bán đảo Crimea. Tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Mỹ cũng nói là Nga đã thất bại một cách chiến lược, một cách chiến thuật và một cách chiến địa. Bây giờ thì Nga chưa thất bại mà ông ấy thì đã về về hưu non rồi. Vâng, mong quý vị đưa ra những cái uh, gọi là ứng cử viên của mình. À, uh... Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị có một buổi ngày cuối tuần thật là vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.